Xin chào tất cả các bạn, các bác nông dân trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay thì mình tiến hành phun cử dưỡng lần thứ hai. Thì vụ này mình làm hơi ẩu, thành ra mình không có tóc đồng phủ ra, mình không có xuống phân đáy luôn. Như những video trước mình đầu vụ mình có chia sẻ cùng các bác nông dân trên mạng đó, thì vô mình hôm nay được 12 ngày tuổi rồi, nhưng mà nó không được phát triển không nghe các bạn, cây nó ốm. Thì mình cũng mới vừa phát cỏ xong à, lúc trước thì cái ruộng vừa của mình nó cỏ lắm cỏ à. Hôm nay thì nó phát xong thì nó đỡ cỏ rồi, mình còn xịt lại một quận nữa. Nói chung vừa 12 ngày vừa này nó cũng tương đối, chứ nó không có nổi mà quá tệ, nhưng mà nó không được tốt. Hôm nay mình xịt cứu dưỡng lần hai cho dưa hấu mình. Thì hôm nay gồm trước tiên là 33-11 33-11 của Quang Nông nghe các bạn. Thì nói chung ra mình xài những cái loại thuốc nó quen thuộc thôi. Bởi vì mình làm nhiều vụ rồi, thành ra sử dụng cái loại thuốc nào mình thấy nó vừa bụng mình xài, thấy nó hiệu quả mình vừa bụng mình xài tới, chứ không có đổi nhiều cái loại thuốc mới. Thì 33-11 này á, theo đúng cái liều của nó là một gói này 2 bình, nhưng mà mình xịt cái này 1 bình 1 gói. 33-11 1 te của Quang Nông với K300, K500 là thường là gọi tắt ga gam vật tư, nói là cò 500 thì người ta biết rồi. Cái này của công ty Ba Con Cò nha các bạn. Thì cái này nó cái hỗn hợp nó rất ít, chứ nó không có giống như những cái loại thuốc khác. Lần hữu hiệu 30% nè, kali hữu hiệu 30% nè. Rồi pH 4.0%. 4.0. Đó. Thì nó rất đơn giản nhưng mà nó cũng hiệu quả. Rồi bên 3311 này thì mình thường xài á, thường up lên video các video trước á. 33-11 của công ty Quang Nông nha các bạn. Đó. Các bạn tìm đúng cái hàng này mua 3311 ở trên thị trường bây giờ đầy giấy. Nhưng mà có cái 3311 của Quang Nông này là cái phân chuyên dùng cái dưa hấu nè. Đó, của Quang Nông nó cũng có cái dạng 3311 nữa, nhưng mà nó khác cái bịch này, nó sùng dùng cho hoa màu. Tức là rau cải mình xịt trên cái dưa hấu vẫn được, nhưng mà nó không phải là cái phân chuyên dùng cho dưa hấu. Cái này là 3311 này đặc biệt là dành cho dưa hấu nè. À, với Guardian thì mình quản lý con bọ chỉ với lại là con sâu giả bùa. Guardian này xịt sâu giả bùa thì nói chung là nó cũng không được hay không. Nếu mà sâu giả bùa thì xịt thằng Acta, có cái loại thuốc đặc trị của sâu giả bùa đó. Nhưng mà mình cộng với dầu khoáng này thì nó là dạng thuốc trừ sâu nè. À, trên đây nó có để là hướng dẫn là sử dụng là sâu giả bùa nhanh đỏ nè. Đó. Thì hôm nay nói chung là mình xịt 4 cái loại này. Mình chia sẻ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.